Chào cả em, cô là Nguyễn Thị Nguyên Phương, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô rất vui khi gặp lại cả em trong tiết học này. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung cuối cùng của bài bồi chung và bồi chung nhỏ nhất. Trong hai tiết trước, các em đã học về bồi chung và bồi chung nhỏ nhất. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhắc lại các kiến thức đó. Mời các em làm cả bài tập sau. Bài số 1. Em hãy điền ký hiệu thuộc, không thuộc vào ô trống. Như vậy để điền được ký hiệu thuộc hay là không thuộc vào ô trống, chẳng hạn vào ô trống ở câu A, thì các em phải trả lời được 20 có phải là bồi chung của 5 và 4 không? Vậy thì khái niệm bồi chung là gì? Nhưng như các em đã biết, số tự nhiên N được gọi là bồi chung của các số nếu N là bồi của tất cả các số đó. Và bây giờ chúng ta cùng sử dụng kiến thức này để trả lời các câu hỏi này. Như vậy các em thấy rằng 20 vừa là bồi của 5, 20 vừa là bồi của 4. Vậy thì 20 sẽ là một bồi chung của 5 và 4. Từ đó ta điền được vào đây là ký hiệu thuộc. Với câu B, các em thấy rằng 120 không phải là bồi của 80. Do đó 120 không phải là một bồi chung của 80 và 60. Từ đây ta điền được vào đây là ký hiệu không thuộc. Với câu C, ta thấy 360 là bồi của 12. 360 cũng vừa là bồi của 40, nó cũng vừa là bồi của 60. Vì thế ta khẳng định được 360 là một bồi chung của 12, 40 và 60. Và ta điền được vào đây là ký hiệu thuộc. Như vậy qua bài tập này, cô đã nhắc lại cho các em khái niệm về bồi chung của hai nhiều số. Bây giờ cô mời các em làm tiếp bài tập số 2. Em hãy tìm bồi chung nhỏ nhất của 24, 30 và 36. Trong bài này có nhắc đến một khái niệm đó là bồi chung nhỏ nhất. Vậy thì bồi chung nhỏ nhất của các số là gì? Và chúng ta cùng nhớ lại một kiến thức đó là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp các bồi chung của các số thì được gọi là bồi chung nhỏ nhất của các số đó. Với bài tập này, các em nhớ lại xem chúng ta có thể làm được bao nhiêu cách. Tức là chúng ta có thể tìm được bồi chung nhỏ nhất như thế nào. Bây giờ cô sẽ cùng với các em nhắc lại cách làm của bài tập này. Với bài tập này, chúng ta có thể làm cách thứ nhất như sau. Trước tiên, chúng ta sẽ liệt kê các bồi của 24, 30 và 36. Từ đó, ta tìm được tập hợp các bồi chung của 24, 30 và 36. Trong tập hợp các bồi chung này, chúng ta sẽ tìm ra số nhỏ nhất khác không và số đó chính là bồi chung nhỏ nhất của 24, 30 và 36. Ngoài ra, chúng ta còn thêm một cách làm nữa mà các em đã được học trong tiết thứ hai. Đó là trước hết chúng ta sẽ phân tích các số 24, 30 và 36 ra thừa số nguyên tố. Từ đó, chúng ta sẽ tìm trực tiếp được bồi chung nhỏ nhất của 24, 30 và 36. Các em cùng xem lại hai cách làm của bài tập số 2. Vậy theo em, chúng ta nên lựa chọn cách nào? Ta thấy rằng với cách số 1, để tìm được các bồi chung của 24, 30 và 36, thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để liệt kê các bồi của 24, 30 và 36. Vì thế với bài tập này, các em nên làm theo cách số 2. Và bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhắc lại cách làm số 2 này. Trước hết, chúng ta sẽ phân tích 24, 30 và 36 ra thừa số nguyên tố và ta được như thế này. Bây giờ, từ cách phân tích này chúng ta sẽ tìm ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Ta thấy rằng ở đây có thừa số nguyên tố chung đó là số 2 và số 3. Thừa số nguyên tố riêng đó là 5. Với mỗi thừa số này, các em hãy chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất. Và ta thấy rằng với thừa số 2 thì lũy thừa có số mũ lớn nhất đó là 2 mũ 3. Với thừa số 3 thì lũy thừa có số mũ lớn nhất đó là 3 mũ 2. Còn 5 thì lũy thừa có số mũ lớn nhất chính là 5 mũ 1 hay là 5. Các em hãy lập tích các thừa số vừa chọn. Thì tích này chính là bồi chung nhỏ nhất của chúng ta cần tìm. Và tính tích này ta được bồi chung nhỏ nhất của 3 số này chính là 360. Bây giờ mời các em xem lại lời giải hoàn chỉnh của bài tập số 2. Như vậy,
Các em đã sử dụng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố để tìm bội chúng nhỏ nhất của các số. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ tìm được bội chúng nhỏ nhất của các số mà không cần sử dụng một trong hai cách này. Đó là chúng ta có thể nhận được bội chúng nhỏ nhất của các số bằng các lưu ý mà các thầy cô giáo đã hướng dẫn cho các em trong hai tiết trước. Bây giờ cô mời các em làm bài tập số 3. Các em hãy tính nhẩm bội chúng nhỏ nhất của các số sau đây. Và các em hãy quan sát câu A. Các em thấy rằng câu A hai số cần tìm bội chúng nhỏ nhất là 8 và 15. Và ta thấy rằng 8 và 15 này nó chỉ có một ước chung là 1. Điều đó có nghĩa là ước chung lớn nhất của 8 và 15 bằng 1, tức là 8 và 15 là hai số nguyên tố cùng nhau. Mà với hai số nguyên tố cùng nhau thì trong tiết trước thầy giáo đã hướng dẫn cho chúng ta cách tìm bội chúng nhỏ nhất, đó là bội chúng nhỏ nhất của hai số nguyên tố cùng nhau là tích của hai số đó. Vì thế với bài này ta có thể tìm nhanh được bội chúng nhỏ nhất của 8 và 15 chính là lấy tích của 8 nhân 15 và ta được kết quả là 120. Với câu B, các em quan sát câu B hai số ở đây là 18 và 54 và các em có nhận xét gì về hai số này? Ta thấy rằng 54 chia hết cho 18 hay 54 là một bội của 18. Và trong bài trước chúng ta đã có một lưu ý như sau. Nếu B là bội của A thì bội chúng nhỏ nhất của A và B chính là B. Từ đây ta có khẳng định được bội chúng nhỏ nhất của 18 và 54 chính là 54. Với câu C thì câu này các em có thể tìm được bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. Tuy nhiên, cô sẽ hướng dẫn các em một cách tính nhẩm như sau. Các em quan sát cho cô ở trong ba số 12, 24 và 60, các em thấy số nào là số lớn nhất nè? Chúng ta thấy là 60 là số lớn nhất. Khi đó các em sẽ kiểm tra xem số lớn nhất này có chia hết cho hai số còn lại không. Nếu số này chia hết cho hai số còn lại thì đây chính là bội chúng nhỏ nhất của ba số đó. Và ta thấy rằng 60 chia hết cho 12, nhưng 60 không chia hết cho 24. Vậy thì 60 không phải là bội chúng nhỏ nhất của ba số này. Khi đó ta sẽ làm như sau. Ta có thể nhẩm bội chúng nhỏ nhất của ba số này bằng cách đó là ta nhân số lớn nhất với bài này là số 60 lần lượt với các số 1, 2, 3 cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại. Số đó chính là bội chúng nhỏ nhất của các số. Và đây cô xét 60 nhân 2 thì cô được kết quả là 120. Và có thể là 120 chia hết cho 12, 120 cũng chia hết cho 24, 120 chia hết cho 60. Vậy bội chúng nhỏ nhất của ba số này là 120. Và các em xem lại một lần nữa cách làm của ba trường hợp ở câu A, câu B và câu C. Sau này khi yêu cầu tìm bội chúng nhỏ nhất của các số mà không nói rõ làm cách gì thì các em có thể linh hoạt để nhẩm để giúp chúng ta là tìm được nhanh bội chúng nhỏ nhất của các số đó. Bây giờ cô mời các em làm tiếp sang bài tập số 4. Các em hãy tìm bội chúng của 45, 80 và 110. Để tìm tập hợp các bội chúng của 45, 80 và 110 thì chúng ta có những cách nào? Các em nhớ lại xem là chúng ta có thể làm được bao nhiêu cách. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhắc lại như sau. Ta có thể làm như sau. Cách thứ nhất, đầu tiên ta sẽ liệt kê các bội của 45, 80 và 110. Sau đó chúng ta sẽ tìm trong các bội này những số nào vừa là bội của 45, vừa là bội của 80, vừa là bội của 110 thì các số đó sẽ thuộc vào tập hợp các bội chúng của 45, 80 và 110. Bên cạnh đó ta cũng có thể làm được cách như sau. Cách số 2. Cách số 2 này dựa vào một kiến thức mà thầy giáo đã nhắc lại cho các em trong tiết trước. Đó là gì? Bội chúng của các số là bội của bội chúng nhỏ nhất của chúng. Điều đó có nghĩa là để tìm bội chúng thì chúng ta sẽ tìm bội chúng nhỏ nhất trước. Và để tìm bội chúng nhỏ nhất, chúng ta sẽ làm theo kiểu là phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Rồi chúng ta sẽ tìm được bội chúng nhỏ nhất. Từ đây ta tìm được bội chúng của các số 45, 80 và 110. Và các em hãy quan sát với hai cách làm này
thì cách nào chúng ta sẽ làm thuận tiện hơn? Ta thấy rằng với cách số 1, để tìm được các bội chung của 40, 80 và 110, thì chúng ta phải liệt kê ra được các bội của 45, 80 và 110 để tìm ra được các số vừa là bội của 45, vừa là bội của 80, vừa là bội của 110. Thì việc đó nó cũng tốn thời gian cho các em. Cho nên với bài này, các em nên làm theo cách số 2. Và chúng ta làm như sau. Trước hết, chúng ta sẽ phân tích 45, 80, 110 ra thừa số hữu tố. Và ta tìm được bội chúng nhỏ nhất của 45, 80 và 110 bằng cách chọn các thừa số hữu tố chung và riêng. Mỗi thừa số các em lấy với lũy thừa lớn nhất, lập tức các thừa số vừa chọn ta sẽ được bội chúng nhỏ nhất là 7920. Và để tìm bội chúng của 45, 80 và 110, ta sẽ tìm bội của 7920. Khi đó, tập hợp các bội chúng của 45, 80 và 110 sẽ gồm có các phân tử, đó là lấy 7920 nhân 0 ta được 0, 7920 nhân 11 ta được số này, và 7920 nhân 2 ta được 15840, vân vân. Các em xem lại một lần nữa cách giải của bài tập số 4. Như vậy, vừa rồi cô đã nhắc lại cho các em các kiến thức về bội chúng và bội chúng nhỏ nhất. Và chúng ta cũng có thể sử dụng các kiến thức này để giải quyết các bài tập, đó là các tình huống trong thực tế. Cô mời các em làm bài tập số 5. Mời các em đọc đề bài tập số 5. Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Hỏi câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh? Bây giờ cô và các em sẽ cùng giải bài tập này. Để giải bài tập này thì chúng ta phải xem thử là đề hỏi chúng ta điều gì. Như vậy đề hỏi là có bao nhiêu học sinh. Do đó chúng ta sẽ gọi x là số học sinh tham gia câu lạc bộ. Em thấy rằng vì x là số học sinh nên x phải là một số tự nhiên khác không. Và chúng ta đọc tiếp đề ta thấy rằng có không quá 50 học sinh. Vì thế x là một số phải bé hơn hoặc bằng 50. Bây giờ chúng ta đọc tiếp ta sẽ thấy rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Có nghĩa là x sẽ chia hết cho 5 và x cũng chia hết cho 8. Hay x là một bội chúng của 5 và 8. Và để tìm bội chúng thì chúng ta sẽ tìm bội chúng nhỏ nhất rồi tìm bội chúng. Ta thấy rằng bội chúng nhỏ nhất của 5 và 8 ta có thể nhận được bởi vì 5 và 8 là hai số hữu tố cùng nhau. Nên bội chúng nhỏ nhất của 58 chính là tích của 58 và bằng 40. Từ đó ta tìm được tập hợp các bội chúng của 58 gồm các phân tử đó là 0, 40 và 80, vân vân. Hay x thuộc vào tập hợp này. Mà các em thấy rằng x thuộc vào n sao? Có nghĩa là x phải khác không? X nhỏ bằng 50, như vậy ta chỉ chọn được một số đó là x bằng 40. Và ta trả lời được câu hỏi đó là: vậy câu lạc bộ thể thao của trường có 40 học sinh tham gia. Như vậy vừa rồi các em đã sử dụng kiến thức về bội chúng và bội chúng nhỏ nhất để giải quyết một bài toán, đó là một tình huống trong thực tế. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một ứng dụng nữa của bội chúng nhỏ nhất, đó là giúp các em cộng trừ các phân số khác mẫu. Chúng ta sang nội dung tiếp theo của bài học hôm nay, đó là ứng dụng bội chúng nhỏ nhất vào cộng trừ các phân số không cùng mẫu. Cô mời các em thực hiện hoạt động số 4. Các em hãy thực hiện phép tính 5 phần 12 cộng 7 phần 18. Thì đây là một bài toán mà rất quen thuộc với các em. Các em đã làm ở từ lập 4, lập 5 đúng không nào? Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhắc lại cách làm của bài toán này. Để tính tổng của hai phân số 5 phần 12 và 7 phần 18 thì các em thấy rằng hai phân số này là hai phân số không cùng mẫu. Vậy để cộng hai phân số này thì như các em đã biết chúng ta phải quy đồng chúng về có cùng một mẫu chung. Và quy đồng thì các em đã làm như sau. Các em sẽ chọn một mẫu chung đó là tích của hai mẫu. Tức là các em lấy 12 x 18 và các em được 216. Khi đó thừa số phụ của 12 chính là 18. Còn thừa số phụ của 18 chính là 12. Và bây giờ chúng ta sẽ quy đồng như sau. Ta nhân tử vào mẫu của phân số 5 phần 12 với thừa số phụ tương ứng, tức là nhân với 18.
Ta nhân tử vong mẫu của phân số 7 phân 18 với thừa số phụ tương ứng đó là 12. Và ta đưa về được hai phân số như sau. Tới đây, ta đã đưa được hai phân số không cùng mẫu về thành tổng của hai phân số cùng mẫu. Và để cộng hai phân số cùng mẫu, ta sẽ lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Ta được như thế này. Và ta được kết quả là 174/216. Các em thấy rằng 174/216 là một phân số chưa tối giản. Như vậy chúng ta sẽ rút gọn phân số này. Và để rút gọn phân số này, các em sẽ chia tử và mẫu lần lượt cho các ước chung của chúng. Hoặc là các em sẽ chia cho ước chung lớn nhất như các em đã học trong bài trước. Và ta rút gọn được về thành phân số 29/36. Và đây chính là kết quả của bài tập này. Đây là cách mà các em đã từng làm ở tiểu học. Bây giờ các em quan sát lại, các em thấy rằng mẫu chung là 216. Và 216 này được tạo thành từ tích của 12 nhân 18, có nghĩa là 216 chia hết cho 12 và 216 cũng chia hết cho 18, hay 216 là một bội chung của 12 và 18. Vậy thì có cách nào để làm bài toán này gọn hơn không? Chúng ta có thể đưa về quy đồng hai phân số này về cùng mẫu bằng cách là chọn một mẫu là mẫu chung chính là một bội chung nhỏ hơn 216. Bội chúng của 12 và 18 mà gọn nhất đó chính là bội chúng nhỏ nhất của 12 và 18. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách làm đó như sau. Chúng ta cùng làm cách số 2. Như vậy, để chọn mẫu chúng của hai phân số này thì chúng ta sẽ chọn bội chúng nhỏ nhất của 12 và 18. Và chúng ta ở đây các em có thể là phân tích hoặc nhẩm mà ta tính được bội chúng nhỏ nhất là 36. Ta thấy rằng trong hai số này thì số lớn là 18. 18 không chia hết cho 12. Nhưng 18 nhân 2 bằng 36 thì chia hết cho 12. Vậy ta nhận được bội chúng là 36. Từ đó thừa số phụ của 12, tức là ta sẽ lấy mẫu chúng này chia cho mỗi mẫu. Ta được thừa số phụ 12 là 3. Tương ứng thừa số phụ của 18 sẽ là 2. Và bây giờ ta quy đồng như sau. Ta nhân tử vào mẫu của phân số 5/12 với thừa số phụ tương ứng của nó là 3. Nhân tử vào mẫu của phân số 7/18 với thừa số phụ tương ứng của nó là 2, ta được như thế này. Và ta đưa về phân số như thế này. Như vậy, từ hai phân số khác mẫu, ta đã đưa về được hai phân số có cùng mẫu là 36. Bây giờ, ta sẽ thực hiện tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Và ta được kết quả là 29/36. 29/36 là phân số tối giản, cho nên đây chính là kết quả của bài toán này. Bây giờ, các em cùng xem lại hai cách làm mà cô và các em đã vừa thực hiện. Các em thấy rằng với cách số 1, chúng ta đã quy đồng với mẫu chúng là 216. Và 216 là một bội chúng của 12 và 18. Còn cách thứ 2 thì chúng ta đã quy đồng với mẫu chúng là 36. Trong đó 36 chính là bội chúng nhỏ nhất của 12 và 18. Và các em xem thử với cách nào thì chúng ta làm gọn hơn. Rõ ràng là với cách thứ 2 thì bài toán của chúng ta gọn hơn vì các số này tự mẫu nó nhỏ hơn, đúng không? Đó, cho nên là đây từ đây ta rút ra được một kiến thức như sau. Để cộng hai phân số không cùng mẫu thì chúng ta quy đồng và các em nên chọn mẫu chúng chính là bội chúng nhỏ nhất của các mẫu. Và các em ghi nhớ kiến thức này để chúng ta làm các bài tập tiếp theo. Và các em hãy áp dụng kiến thức đó để làm bài tập sau, thực hiện phép tính 3/32 cộng 11/24 trừ 5/48. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính các phân số không cùng mẫu. Đây là gồm có phép cộng và phép trừ. Như vậy chúng ta phải quy đồng mẫu chúng các phân số này. Và như vừa nãy cô đã nói thì chúng ta nên chọn mẫu chúng là bội chúng nhỏ nhất của các mẫu. Đó là bội chúng nhỏ nhất của 32, 24 và 48. Thì chúng ta có thể nhẩm như sau. Ta thấy rằng 48 không chia hết cho 24, 48 không chia hết cho 32. Như vậy 48 không phải là bội chúng của 32, 24 và 48. Ta sẽ xét 48 nhân 2, ta được 96. Và ta thấy rằng 96 chia hết cho 32, 24 và 48. Vậy thì 96 chính là bội chúng nhỏ nhất của 32, 24 và 48. Như vậy ta tìm được mẫu chúng là 96. Sau đó, ta sẽ tìm thừa số phụ tương ứng của các mẫu như sau. Ta sẽ lấy mẫu chúng vừa tìm được, chia cho mẫu thứ nhất. Như vậy ta được thừa số phụ tương ứng của mẫu 32 là 3, thừa số phụ của 24 là 4 và thừa số phụ của 48 là 2. Tiếp theo, ta sẽ đi quy đồng các phân số này. Đầu tiên, phân số 3/32, ta sẽ nhân tử và mẫu
với thừa số phụ tương ứng. Như vậy ta đã đưa về được thành phân số 9/96. Với phân số 11/24, chúng ta nhân tử mẫu với thừa số phụ tương ứng là 4. Như vậy ta đưa được về phân số mới là 44/96. Và cuối cùng là phân số 5/48. Bây giờ, thay vì cộng các phân số này, chúng ta sẽ cộng các phân số mà chúng ta vừa quy đồng. Và ta được như thế này. Như vậy, ta đã đưa 3 phân số khác mẫu về thành 3 phân số cùng mẫu. Và để cộng trừ 3 phân số cùng mẫu, ta thực hiện như sau. Ta lấy 9 cộng 44 trừ 10 chia cho 96. Và được phân số là 43/96. Phân số này đã tối giản, cho nên đây là kết quả của bài tập này. Và khi trình bày vào vở, các em sẽ trình bày bài tập như sau. Tương tự như vậy, các em hãy làm ví dụ số 2. Các em hãy thực hiện phép tính 11/15 trừ 3/25 cộng 9/10. Và các em thấy rằng đây cũng là một phép tính cộng trừ của các phân số không cùng mẫu. Vậy thì chúng ta phải đưa các phân số này về thành một phân số có mẫu chung, tức là ta phải đi quy đồng. Và mẫu chung của chúng chính là bội chung nhỏ nhất của 15, 25 và 10. Và ta có thể tính ra được là kết quả mẫu chung đó là 150. Sau đó ta tìm thừa số phụ tương ứng của mỗi mẫu. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ quy đồng các phân số này về thành một phân số có mẫu chung là 150. Và thay vì cộng trừ 3 phân số này, chúng ta sẽ cộng các phân số mà chúng ta vừa quy đồng. Ta được như thế này. Và kết quả của bài toán này là 227/150. Phân số này là phân số tối giản nên đây chính là kết quả của bài tập ví dụ 2. Như vậy, vừa rồi cô đã giới thiệu cho các em ứng dụng của bội chung nhỏ nhất trong việc cộng trừ các phân số không cùng mẫu. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu cho các em một nội dung mà có thể các em chưa biết. Các em hãy quan sát trên màn hình và cho biết đây là gì. Và các em thấy rằng những cái tên như là Tân Dậu, Canh Thân, Nhâm Thìn hay là Kỷ Sửu, đó là tên của các năm âm lịch. Một số nước phương Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì sử dụng đồng thời cả dương lịch và âm lịch. Âm lịch được tính theo chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng. Và những cái tên như là Tân Dậu, Canh Thân, nó nằm trong cái hệ thống lịch người ta gọi là lịch Can Chi. Và lịch Can Chi được tạo thành khi ghép 12 chi, đó là 12 con giáp được sắp xếp theo thứ tự, bắt đầu là Tỵ và kết thúc là Hợi. Mười hai chi này được ghép với 10 can. 10 can thì bắt đầu từ 5 giáp, sắp xếp theo thứ tự như thế này và kết thúc là bằng 5 quỹ. Và cách ghép của lịch Can Chi như sau. Đầu tiên người ta xếp 10 can này theo thứ tự, 1 can tương ứng với 1 năm, và khi hết 10 năm thì chu kỳ này lại lặp lại. Điều đó có nghĩa là cứ 60 năm thì mỗi can lại xuất hiện một lần. Ví dụ, chẳng hạn là cứ 60 năm thì giáp lại được lặp lại một lần. Người ta ghép với chi? Và năm đầu tiên của âm lịch đó là người ta ghép giáp với Tý. Thì cứ 62 năm thì chu kỳ của chi lại được lặp lại một lần. Tức là cứ 62 năm thì Tý lại lặp lại một lần. Và năm đầu tiên là năm giáp Tý như thế này. Vậy thì theo chu kỳ lặp như thế này, theo em chúng ta có gặp lại năm giáp Tý này không? À, chúng ta sẽ gặp lại năm giáp Tý, nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ gặp lại nó sau bao nhiêu năm. Và bây giờ cô có một câu đố vui dành cho các em như sau. Năm 2021 là năm Tân Sửu. Hỏi năm Tân Sửu tiếp theo là năm nào theo dương lịch? Các em có trả lời được câu hỏi này không? Và theo các em, kiến thức toán mà chúng ta vừa học có giúp ích gì cho chúng ta để giải quyết câu hỏi này không? Bây giờ, cô và các em sẽ cùng trả lời cho câu đố này. Để trả lời được năm nào tiếp theo sẽ là năm Tân Sửu,
thì các em phải trả lời được là năm Tân Sửu sẽ lặp lại sau bao nhiêu năm. Và năm tiếp theo có nghĩa là cái số lần lặp ít nhất, số năm lặp lại ít nhất. Như vậy cô sẽ gọi x là số năm ít nhất mà năm Tân Sửu lặp lại. Khi đó x sẽ là một số tự nhiên khác không. Thế các em thấy rằng cứ 10 năm thì Tân được lặp lại một lần, vậy thì x của chúng ta sẽ chia hết cho 10. Cứ 12 năm thì Sửu được lặp lại một lần nên x cũng sẽ chia hết cho 12. Từ hai điều này ta có x vừa chia hết cho 10, x vừa chia hết cho 12 nên x là một bội chúng của 10 và 12. Và x là số năm ít nhất nên có nghĩa x là bé nhất. Do đó x chính là bội chúng nhỏ nhất của 10 và 12. Như vậy các em thấy rằng kiến thức về bội chúng và bội chúng nhỏ nhất là giúp cho chúng ta giải quyết được một số vấn đề trong cuộc sống như thế này. Bây giờ để tìm bội chúng nhỏ nhất của 10 và 12 chúng ta có thể làm như sau. Ta phân tích 10 và 12 ra thừa số hữu tố. Rồi ta tìm được bội chúng nhỏ nhất của 10 và 12 chính là 60. Hay x của chúng ta bằng 60. Vậy thì em trả lời được là năm Tân Sửu tiếp theo là năm nào theo dương lịch chưa? À, chúng ta trả lời được rằng năm Tân Sửu tiếp theo sẽ là năm 2021 cộng 60 bằng năm 2081. Vậy chúng ta thấy rằng hiện tại chúng ta đang năm Tân Sửu, như vậy muốn gặp lại năm Tân Sửu chúng ta phải đợi 60 năm. Và bài tập này cũng kết thúc nội dung học ngày hôm nay của chúng ta. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhắc lại xem thử trong bài bội chúng và bội chúng nhỏ nhất chúng ta đã học những kiến thức nào. Trong bài bội chúng và bội chúng nhỏ nhất các em đã được học. Đầu tiên các em biết về bội chúng và bội chúng nhỏ nhất, cách tìm bội chúng và bội chúng nhỏ nhất. Tiết thứ hai, các em tìm được bội chúng nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số hữu tố. Và vừa mới đây các em đã biết cách ứng dụng bội chúng nhỏ nhất vào cộng trừ các phân số không cùng mẫu. Bài tập về nhà của các em đó là các bài tập 4, 5, trang 58 sách giáo khoa toán 6 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Các em soạn tiếp bài tập cuối chương 1. Và tiết học với cô đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.